Chào các bạn. Hôm nay bà Sáu làm cái món gà nướng chao ăn với xôi. Thì cái món gà này cũng đơn giản thôi á. Nhìn thấy cũng thơm ngon, đẹp mắt. Giờ sau đây mời bà Sáu sẽ trình bày sơ qua về cái cách ướp mà nướng này như thế nào cho nó ngon ấy. Thì ở đây cái món này nhiều người đều biết hết, nhưng mà mỗi người làm một cách khác nhau, gia vị tùy theo gia vị và cái cách của mỗi người nó làm cũng khác nhau trong đó chứ không giống nhau. Rồi mời các bạn theo dõi gặp bà Sáu không. Thì mình có con gà đi bộ nè, ngon không? Cũng gà cũng mập lắm á. Rồi mình ở nhà có khoảng năm mấy cái đùi gà sẵn bỏ mình úp chao nướng luôn. Thì mình còn những thứ sau đây. Nửa hũ chao đã đây. Một muỗng cà phê bột nêm gà. Một muỗng đường. Cà phê đó, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Nửa muỗng ngũ vị hương. Một muỗng bột tỏi. Mình gà đây mình nướng. Nước chao mình để mình ăn với lại xôi nè. Xôi thì có 3 cấp nếp nè. Với hơn nửa chén đậu đây mình sẽ nấu xôi ăn với gà nước chao. Thì bây giờ mình ướp gà. Đây. Bây giờ mình sẽ ướp gà. Mình sẽ cho bột nêm ngũ vị hương, đường, ngọt trộn xong. Rồi bột tỏi. Rồi mình trộn cho đều. Mình mang cái bao tay vô á. Mình bao cái tay vô đây. Mình trộn với thịt á. Đó. Úp thịt. Rồi mình trộn chao với gia vị. Rồi bắt đầu mình không có trộn cái tỏi tươi, mình trộn cái tỏi sấy rồi đó cho mình nướng cho nó khỏi cháy cho. Đây, bây giờ mình đây con gà. Nè, bạn thấy con gà thiệt là mập, gà đi bộ nè. Hôm nay mình thấy gà thiệt ngon thì mình mua về mình sẽ úp chao nước. Rồi giờ mình pha lên. Pha cho nó thấm nè. Rồi mình để khoảng nửa tiếng hồ cho nó thấm. Rồi bắt đầu mình sẽ đem đi nướng. Nướng lại cho nó vàng nó ngon. Mình sẽ nướng. Đây. Đây là cái hũ bột tỏi này. Cái bột tỏi này hình như là ta đã rang lên, người ta xay nhuyễn ra này đó. Nó thơm nó ngon lắm. Để cho nó thấm con gà nè. Đó, gà mập ngon đó. Thì gà đi bộ hôm nay mình thấy con gà ngon quá thôi mua về để nướng gà, gà nướng chao anh, làm nướng chao. Cái danh từ mà gà đi bộ này tôi nghĩ ở bên Mỹ này người ta nói, chứ bên Việt Nam không có ai mà nói gà đi bộ hết, mà gà thả ngoài vườn đó kêu gà đi bộ đó. Thì ở đây gà công nghiệp thì người ta nuôi trong cái chuồng.
Còn cái các cái loại gà mà ta cũng kiểu cũng nuôi công nghiệp vậy, nhưng mà ta thả đi ra ngoài á, cái có cái khu rộng ta thả ra ngoài đó, người ta mới kêu là gà đi bộ. Cái gà nào không đi bộ đó, đại khái nó phân biệt được như vậy đó. Cái đùi, mấy cái đùi đây á, mình cũng thoa vậy, cho nó thấm chao rồi cho nó ngon. Anh lấy giùm cái sâm ấy, sâm sâm cho nó thấm thấm chút, tại cái đùi nó dày quá, cái thịt nó dày á. Có cái nĩa, thành mình có sẵn mấy cái đùi gà sẵn úp luôn, úp mình nướng luôn. Cái tay đánh dễ lắm. Đó. Thì mình có mấy cái đùi gà đây, rồi mình làm úp luôn chao cho nó thấm, rồi khoảng nửa tiếng hồ cái mình đem mình nướng luôn. Đó, vậy cứ mình tha mình cứ bóp vậy đó, ta thấm cái đùi gà. Tôi không biết là gà công nghiệp ở Mỹ này người ta nuôi, người ta cho ăn thực phẩm như thế nào á. Nhưng mà thịt gà đó, thấy cái con gà nó mập ú à. Cũng như trứng á, trứng gà ở Mỹ này rẻ lắm mà. Thì tôi nghĩ không biết ăn bao nhiêu ký thực phẩm nó mới đẻ ra được 10 con mà cái tiền trứng bình thường á rẻ òm mà. Chỉ khi nào có trường hợp như là trở ngại về dịch bệnh sản xuất gì đó nó mới tăng giá lên thôi, chứ còn bình thường thì giá trứng ở bên này quá rẻ đi. Nói chứ cái này chừng 2 muỗng chao, 3 muỗng chao là cũng đủ. Thì mình làm mình trừ hao, để nhiều khi mình làm khác được nữa á. Mình bỏ gà nè, mình úp đây. Gà đi bộ thì nó cũng có cái đầu mình cũng úp luôn, úp luôn mà nướng luôn. Rồi vậy là đây, bây giờ úp, bây giờ tới sáng mai mới nướng không? Hay bao lâu? Nửa mấy tiếng, mấy tiếng hồ sau mới nướng được. Khoảng nửa tiếng hồ sau rồi nó thấm à. À vậy là nửa tiếng nữa là nướng ha. Khoảng nửa tiếng mình tùy theo. Mình muốn nướng gấp nửa tiếng không thì để mình cũng đỡ cho thấm thì mình làm gì khoảng tiếng. Mình đi ra lại mình nướng. Đó. Bây giờ mình ở đó mình cứ nó con gà mình làm gì tại đó. Đừng gà quá ngon à các bạn ha. Ừ. Gà thấy giờ mình là cái phần úp đi xong gà xong rồi không thì giờ úp xong rồi để đây cho thấm đi. Rồi ok, giờ các bạn mình giờ mình úp thịt xong rồi đây, hơn tiếng đồng hồ đây, mà giờ mình bỏ vô mình nướng đây đó. Bây giờ mình cho gà vô nướng. Xin chào. Rồi mình chắc mấy cái miếng đây, miếng đùi là mình để qua đây. Đó, mình cũng nướng luôn. Đây, mình sẽ cho vô nước. Đây mở giùm anh, mở giùm cái oven đó. Đây. Nè. Bây giờ mình cho vô nướng nè. Đó. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dặn lửa 400 độ.
Dạ nghiêm lửa bốc nào độ anh, tay nó dính là ấy. 400 độ. Em. Ừ. Rồi, đóng dùng cái ao mình lại đi. Đóng dùng cái cửa đây giùm mày, tay dính nè. Ok. Giờ mình sẽ nấu sôi luôn. Đây. Đây mình sẽ nước sôi rồi. Mình sẽ cho nếp vào mình nấu sôi. Nấu sôi đây. Nước sôi rồi đó. Mình sẽ cho nếp. Mình nấu mình thích nấu cái son đây á. Nấu qua son điện, nồi điện cũng được. Nhưng mà mình thích nấu cái son đây để mình cho mình thích ăn con cháy á các bạn. Mình thích ăn xôi cháy á. Anh mà bởi mình phải nấu cái son đây để mình lấy xúc con xôi cháy mình ăn. Mình thích ăn con cháy. Hôm nay ngày nghỉ nữa mấy đứa con nó cũng nghỉ. Mấy đứa con nó nghỉ thành nấu nướng gà, nấu thêm nè chút xíu ít đồ cho con nó ăn mà ngày bữa nay hôm nay ngày chủ nhật á. Mình cũng sẵn làm cho 1-2 món gì con cháu rồi nó sắm lại nó ăn cho vui. Thì để bây giờ mình đang nấu sôi đây, nấu sôi rồi chút xíu nữa nướng gà khoảng nửa tiếng 25 phút thì mình sẽ coi mình trở coi thử gà nó vàng chín chưa thấm thì nó ngon, có sẽ có một cái món gà nướng chao ăn với xôi á. Hôm nay cũng ngày nghỉ của mấy đứa con á, thành mình cũng làm cho 1-2 món này cho nó ăn cho vui mà. Chút xíu nữa mình thôi giờ mình chút xíu nữa mình sẽ trở lại coi gà. Hôm nay mình nướng gà nướng chao xong rồi các bạn. Rồi cái gà nướng chao đây ăn với xôi á thì mời các bạn. Gà đây á, mình thấy theo cách của mình úp á thì mình úp nửa muỗng muối á, nửa một muỗng cà phê đường nè, nửa muỗng ngũ vị hương với lại 1/3 củ trao á đó. Thì mình nửa một muỗng cà phê bột gà vô thì mình trộn vô mình úp lại với là bột tỏi á, rồi mình để khoảng tiếng đồng hồ tùy theo mình á. Thì nhiều khi mình muốn nướng nửa tiếng cũng được, muốn tùy theo mình thôi. Mình khi mình mắc công việc thì mình để lâu lâu chút nó cũng thấm, thì mình cũng đơn giản vậy thôi. Các bạn cũng thường làm cái đây các bạn cũng biết, cũng tùy theo mỗi người một cách thức phải không. Thì hôm nay mình sẽ làm cái con gà nướng chao xong rồi đây, rồi ăn với xôi. Thì mời các bạn đó, nhưng mình không có cái gì hơn. Trước nhất là mình cũng cảm ơn các bạn nhiều giúp cho mình, ủng hộ mình. Thì hôm nay mình cũng cảm ơn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tốt đẹp. Xin bye bye các bạn. Hẹn kỳ tới.